quên toàn nhạc mà. Có ai xem livestream vậy? Vẫn thấy ở trên này là có nhạc thôi. À, thấy rồi, thấy rồi. Ủa sao mình chưa thấy gì vậy? Nhìn thấy chưa? Chưa? Nè. Ủa kỳ đó. Các bạn thấy Subin chưa ạ? Xin chào. Thấy Subin rồi đó, đang thấy luôn á. Chúng coi ở đâu vậy? Mình coi ở trên bay á. Sao Ở trên... trên... À À đây rồi, rồi, đây rồi. ok. Chắc là mạng chậm Mãi rồi. mới thấy. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Subin đã trở lại với cái buổi livestream ngày hôm nay. Rất là vui khi mà ngày hôm nay Subin có cơ hội được ngồi nói chuyện với mọi người và sẽ có rất là nhiều những cái phần quà rất là hay ho trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Còn cái buổi livestream ngày hôm nay để nói về cái gì thì Subin sẽ giới thiệu thêm một người nữa nói chuyện với cả Subin, chia sẻ và tám cùng với Subin, đó chính là bạn MC tên là Dung, rất là xinh và duyên dáng. À, cảm ơn Sabin. À, xin chào các bạn. À, thì ngày hôm nay thì Dũng rất là vui và rất là vinh hạnh khi mà được đồng hành cùng với Sabin trong cái livestream ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là livestream đặc biệt và sẽ đem đến cho tất cả các bạn là rất là nhiều những phần quà. Thì theo như thông tin mà thì Dung được biết thì ngày hôm nay Subin đến với livestream này thì Subin còn có mang đến cho các bạn khán giả những cái phần quà rất là hấp dẫn đúng không ha? Ngày hôm nay thì Sabine có mang đến những cái phần quà rất là hay, ví dụ như là có mọi người có thể nhìn ở đây là có ba chú mèo không biết là Đấy. gọi nên gọi là chú mèo hay là chú gấu nữa, tại vì là chú gấu mang hình dạng của chú mèo đấy, ba ba chú mèo gấu, kèm theo đó là những cái tấm thiệp, những cái tấm thiệp này và Suin sẽ tặng cho bạn nào may mắn nhất trong buổi livestream ngày hôm nay, nếu như share đúng không, Đúng rồi. share cái buổi livestream này thì Suin sẽ viết và ký tặng trực tiếp vào những cái tấm thiệp này và sẽ gửi tặng cho tất cả các bạn. Đó. Hình như còn chưa hết đâu đúng không Dung? Đúng Trong rồi, ngày hôm nay còn cái thì voucher nữa đúng chính không? xác Voucher chúng ta nữa. có rất là nhiều những phần quà, có nghĩa là nếu như mà các bạn tham gia livestream đặt những cái câu hỏi thú vị cho Subin, biết đâu thì Subin sẽ bật mí khá khá là điều thú vị về Subin mà mọi người chưa được biết. Thì những bạn nào mà may mắn thì chúng ta sẽ nhận được cho mình voucher 300 ngàn để mà thỏa sức mua sắm trên ứng dụng Shopee ha. Rồi. Thôi, nói chung là nãy giờ thì mình đã có trao đổi về quà thì rất hấp dẫn rồi. Bây giờ thì để mà làm nóng không khí đi ha. Thì cho Subin chơi một cái mini game nho nhỏ, sau đó thì cho Subin tương tác và giao lưu cùng với các bạn khán giả ha. Chắc là các bạn khán giả nãy giờ cũng comment rất là nhiều. Rồi. Đáng yêu quá đi. Mọi Subin người sẵn hãy sàng comment rồi. và thả tim nhiều vào nha thì sẽ có cơ hội nhận được những phần quà trong ngày hôm nay. Sẽ là một cái vô rất là nhiều những voucher Đúng rồi, 300 ngàn hả? rất là nhiều voucher, 300 ngàn. À 300 ngàn của Shopee. Đó. Và kèm theo đó là những cái tấm thiệp mà sẽ có chữ của Subin viết luôn tại đây, kèm theo ba chú gấu bông. Trực Rồi. tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Trời. Gấu mèo đấy, wow, cute quá. Anh ơi em bỏ bê đống bát để xem anh, hy vọng em sẽ nhận được món quà của anh vì chưa bao giờ gặp ở món đồ của anh. Ok, cảm ơn hằng hằng heo nha. Em thì đơn giản lắm, quà nào cũng được, mong được có quà. Rồi, chúc bạn Thảo Nhi sẽ may mắn trong ngày hôm nay nha. Em muốn có quà, xin chào các bạn.
Hà Khánh chào bạn Tết Nguyễn. Ok. Ok. Wow, nhiều, nhiều bạn comment ha. Tại Rất là em đang nhiều không bạn hay. đón chờ Subin livestream. Mấy bạn đã vào nhiều chưa ha? Chắc vào phần chính rồi đấy đúng không ạ? Ok. Thôi bây giờ mình chơi một cái game nhỏ đi nha. Ok. Bây giờ thì Thùy Dung sẽ có những cái câu hỏi nhanh thôi, thì Subin cũng sẽ phải trả lời nhanh. Ok. Không cần biết đó là mình đang ở đâu và đang làm gì nha. Ok. Subin hãy chọn một trong hai đáp án mà Thùy Dung đọc nhanh ra. Subin thích cơm hay phở hơn? Cơm. Ok. Nếu như mà được chọn thì Subin sẽ chọn tóc tiên hay là Tuliver? Tuliver. Ok, lý do? Vì anh Tuliver như như anh ruột của mình vậy. Ok. Rồi, ngày hôm nay có gì thì tóc tiên ghim Subin nha, tại vì Subin đã giành Tuliver rồi. Tiếp người của Subin thì thích ồn ào hay là lặng lẽ ha? Lặng lẽ. Lặng lẽ. Ok, rồi thì Dung được biết rằng á là Subin đang đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế. Không biết là Subin cảm thấy là như thế nào khi mà mình được mời vào cái vị trí là huấn luyện viên trong một cái chương trình thực ra cũng đang rất là hot. Thực ra thì khi mà tham gia và nhận lời cái chương trình Giọng hát Việt nhí năm nay thì Subin cũng suy nghĩ rất là nhiều, và đó là nó coi như là một cái thử thách của mình vậy. Mình cũng đã từng chia sẻ là lúc đầu là Subin cũng không nhận đâu, bởi vì khi mà ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên đó thì Subin sợ, rất là sợ những cái lời đàm tiếu, rồi những cái bình luận không hay về mình, rồi là những cái soi xét về khả năng chuyên môn. Nhưng mà đến lúc mà Suyin nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề đó, và Suyin nghĩ là Suyin phải chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy là Suyin có thể làm được, và những cái gì mà Suyin đã cố gắng và cống hiến thì mình hoàn toàn có khả năng để ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên đó, và mình sẽ dùng những cái khả năng của mình mà nhiều người chưa nhìn thấy, làm hết sức trong cái chương trình này, để khi mà người ta nhìn nhận được cái khả năng của mình thì người ta sẽ yêu quý mình hơn. Subin tự nhận mình là một người lặng lẽ, có chút rụt rè không ha? Có một chút. Có một chút rụt rè. Vậy thì không biết á là Subin sẽ xuất hiện trước các tài năng nhí của mình như thế nào, là sẽ tranh giành quyết liệt hay là mình dùng sự mềm mỏng của mình? Thực ra tính của Subin thì ưa cái sự mềm mỏng hơn. Thế nhưng mà ngồi trên những cái ghế huấn luyện viên như vậy thì đôi khi mềm mỏng quá thì sẽ bị những cái team khác lấn lấn át, Lấn lướt lấn lướt, cho nên là rất là khó với bản thân mình, bởi vì cái bản tính của mình lại thuộc dạng ít khi nào mà muốn tranh đấu ấy. Thế nhưng mà vì là để muốn có cho cái team của mình có những cái thí sinh chất lượng và những cái thí sinh mà mình mong muốn, nên là Sovin cũng phải chịu xả thân và cũng nhiều pha chấp nhận. chấp nhận là phải chiến đấu đến cùng, và nói nhiều lắm. Nói chung là đến khi nào mà chương trình lên sóng thì mọi người sẽ thấy là Sovin sẽ khác khác khi mà bình thường ở ngoài rất là nhiều. Ok. Người ta thường nói á thì đàn ông tuổi trưởng thành sẽ có những cái vật dụng mà bất ly thân, như là mắt kính. Ngày hôm nay thì Dung thấy là Subin đến với là một cặp mắt kính rất là ngầu. Một cặp mắt kính hay là điện thoại. Hay là giày. Vậy thì đối với Subin thì cái vật mà bất ly thân của Subin là gì? Và Subin cảm thấy là lý do tại sao mà Subin lại chọn nó là vật bất ly thân của mình. Thực ra thì
ba cái vật mà Dung vừa kể thì Soobin đều thích cả. Mắt kính là một cái mà Soobin mà là một cái phụ kiện mà Soobin thường hay sử dụng. Còn giày thì là một cái đam mê. Rồi Soobin rất là đam mê giày. Ở nhà thì vô số giày, không biết bao nhiêu cho đếm cho hết. Bởi vì mình rất là thích sưu tập giày. Còn điện thoại cũng vậy. Điện thoại là một cái vật bất ly thân của mình rồi. Nó không thể nào trong một ngày mà Soobin thiếu được cái điện thoại, tại vì từ những cái chuyện ví dụ như công việc hay là xem lịch hay là những cái cơ bản nhất, bình thường nhất ví dụ như là selfie và chụp ảnh các thứ cũng rất là nhiều. Nghe nhạc nữa. Đó. Thì Soobin, nói chung Soobin với Soobin thì cả ba cái phần ba ba cái vật dụng đó Soobin đều cần và thường hay sử dụng. Subin có nhớ là cái chiếc điện thoại đầu tiên mà Subin sử dụng là cái điện thoại gì không ha? Lâu lắm rồi. Chiếc điện thoại Soobin nhớ đầu tiên mà Soobin được sử dụng hồi Soobin học lớp lớp 9 là được sử dụng một chiếc điện thoại đầu tiên. Lớp Điện 9 cũng khá thoại sớm ha. Soobin chỉ không nhớ nhãn hiệu nhưng mà Soobin chỉ nhớ nó màu hai màu đấy. Màu hồng. Không, màu đen nhưng mà hai màu. Ok, à màu trắng đen đúng không? Điện thoại trắng đen đúng Điện không? trắng đen đó. À. Thì nói chung là bây giờ thì các cái dòng điện thoại đã phát triển rất là nhiều. Nhưng mà cái thời ngày xưa thì có một cái chiếc điện thoại di động như vậy là cũng là oách lắm rồi. Đúng rồi. Là lần đầu tiên mình thực sự sử dụng điện thoại di động. À, theo như mà ban đầu chương trình á thì là bạn các bạn sẽ nhận được những cái phần quà từ Subin, thì mình sẽ công bố cái người đầu tiên nhận được quà đi ha, để cho các bạn có thêm tinh thần ha. Ồ, được. Được công bố luôn hả? Có nghĩa là chúng ta sẽ xuyên suốt trong livestream này luôn, các bạn cứ theo dõi, các bạn cứ tham gia và share livestream cũng như là tương tác nhiều lên thì cái phần quà này dĩ nhiên là sẽ được đến gần hơn với các bạn. Rồi, bây giờ Subin viết tặng thiệp nhé. Thì Dung sẽ công bố người đầu tiên được gấu và một tấm thiệp do Subin viết tặng là bạn Lữ Hoàng Khánh Uyên. Subin chào bạn Uyên đi Xin chào bạn Uyên, chúc mừng he. bạn Lữ Hoàng Khánh Uyên hả? Đúng rồi, Lữ Hoàng Khánh Đã giành được Uyên. một cái phần quà đầu tiên, nó chính là một chú gấu và một tấm thiệp mà Subin chính tay viết. Ok. Đây, đây sẽ là thời gian để cho Subin viết thiệp tặng các bạn. Bạn thích con gấu nào? Bạn comment đi. Tặng Khánh Huyền đúng không? Được, Khánh Uyên, Lữ Hoàng Uyên, Khánh Uyên, Uyên, Uyên. Khánh Uyên. Dung sẽ kiểm tra xem các bạn đã comment gì nhé. Bạn ngày càng đẹp trai. Rồi. Đây, Subin giơ cả thiệp và gấu lên cho bạn ha. Chúc mừng bạn Khánh Nguyên nha. Hy vọng rằng món quà này sẽ được gửi tới bạn sớm. Mình để Một lên đây phần đi ha. quà. Mình để đây đi ha. Cất lại chứ hồ nữa Ok. lộn. Rồi. Ok. Cái câu hỏi tiếp theo cho Subin nè. Cái này là bây giờ thì hầu hết là giới trẻ, mọi người đều nói rằng giới trẻ sống ảo. Trước khi mà post hình lên trên mạng thì mình sẽ chỉnh sửa cà cà cà. Thì trước khi mà post hình lên trên Facebook hoặc là fanpage của mình thì Subin thú thật đi là Subin có chỉnh sửa không? Thực ra thì Subin cũng chia sẻ thật là bình thường khi mà chụp ảnh selfie hoặc là chụp các thứ thì bình thường thì Subin ít khi nào mà bóp mặt với các thứ lắm. Thường thường là Subin sẽ chỉ chỉnh màu thôi. Tại vì thực ra chỉnh màu cũng là một cái cách để làm bức hình mình đẹp lên. Còn nhìn sâu viên nhìn trông cũng nói chung là cũng không đến nỗi nào cho nên cũng không cần phải bóp hay là sửa nhiều. Vậy thì nếu như mà mình post những cái ảnh mà toàn thân á thì mình có kéo dài chân không?
À không, swimming chân dài tự nhiên rồi nên là Chắc chưa? chắc không cần kéo. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ kéo chân cả. À, rất là À. thật thà thì Dương sẽ ghi nhận câu Thực trả ra lời là này. có một lần là chỉ Đấy. bóp người cho nó đô đô lên xíu Đấy thôi, đấy còn đấy. còn chưa bao giờ kéo chân cả. Ok, có nghĩa là có chỉnh sửa. Về nếu như mà úp mặt thì chúng ta sẽ Subin sẽ chỉnh màu. Ừ, chỉnh màu. Còn có một lần thú thật là có chỉnh cho đô đô lên tí đúng À, không? chỉnh bắp tay bắp chân cho nó đô đô lên xíu thôi. Chắc cho Subin đọc comment của các bạn ha. Nãy giờ các bạn có nhắn với Subin rất là nhiều điều. Đẹp trai rồi cần chi sửa nữa, trời bạn này Mina nói. ơi, hôm bữa em bay xa vào để gặp anh rồi về đó anh ơi. Về chuyện đó rồi về liền tặng cho em đi Bin ơi. Cảm ơn Hồng Ngọc nhé. Hy vọng rằng lần nào đó em quay lại đây thì anh sẽ có một phần quà nào đấy để tặng cho em. Em chỉ cần thiệp thôi, không không cần gấu à. Rất tiếc là những cái phần quà này hôm nay chuẩn bị nó cũng hơi có hạn cho nên là mọi người hãy nhanh tay share đi, biết đâu may mắn sẽ đến với các bạn. Chân dài tự nhiên không cần kéo. À, fan của Subin quá là dễ thương. À, các bạn nhớ là mình share livestream để nhận được những cái phần quà được đến từ Subin là một con gấu bông rất là dễ thương và chính là những cái tấm thiệp do Subin tự tay viết và ký tặng cho các bạn nha. Nên các bạn đừng có quên là like và share livestream về trang cá nhân của mình nhé. Ok. Ai, chạy. Ở đây thì Dung có một chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro. Ừ, Đây. Xuyên cũng có. Duyên cũng có. Xuyên cũng có một chiếc. À. Xuyên đang Ai? xài màu ghi. Màu đó là Gray. màu gì? Có màu xanh xanh nữa phải không? Ừ. Chắc chắn là Subin cũng biết về chiếc điện thoại này rồi chứ ha. Có, mình có biết. Và Thùy Dung thông báo cho các bạn một cái thông tin rất là hot, có nghĩa là hiện nay thì các bạn có thể đặt trước cái sản phẩm là Samsung J7 Pro trên Shopee với giá là 690.000 99 đồng. 99 99 ngàn đúng không? Đúng rồi, 99 ngàn. 690.000 đồng Ừ. và các bạn sẽ được tặng một bộ quà tặng. À, Subin giơ quà lên ha. À đây. Khi mà đây. Bộ quà tặng kèm theo khi mà các bạn đặt sớm ấy thì các bạn cái giá trị của những cái sản phẩm được tặng này lên tới 1 triệu đồng lận. Đó chính là một cái loa Bluetooth kèm theo và một chiếc gậy selfie như này. Đây mọi người có thể thấy. Cái loại này có vẻ rắn chắc quá Rất là chắc chắn. ha. Chắc Có chắn nghĩa đấy. là các bạn chỉ cần đặt mua cái sản phẩm là chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Pro này thì với giá là 6.990.000 thì các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng rất là hấp dẫn như ở đây. Rồi, thì ngoài ra nữa thì khi mà các bạn mua cái chiếc điện thoại này ở trên Shopee thì các bạn nhập mã là ELSS J7 Pro thì các bạn sẽ giảm ngay cho mình được 100 ngàn ở trên Yeah. đơn hàng này. Đúng rồi. Rồi, vậy cho nên là Rất các là bạn nhiều hãy nhanh tay những nha. cái phần quà cũng như là voucher hay là rất là nhiều thứ nếu mà các bạn đặt sớm. Và các bạn nhớ là cái chương trình này của mình là chỉ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7, có nghĩa là hết ngày mai thôi. Cho Ôi nên nhanh lên, có là mỗi ngày hôm nay thôi. cho nên là nhanh tay nhé. Chắc là lát phải chạy ra múc một cái. Ok. Để nói thêm về chiếc điện thoại Galaxy J7 Pro này thì có một vài những cái thông số mà có lẽ mọi người khi mà tìm hiểu thì mọi người cũng cũng sẽ biết thôi. Thì RAM 3 GB, bộ nhớ trong là 32 GB, vân vân và vân vân. Đó, thì mọi người hãy lên trang chủ hoặc là tới những cái địa điểm bán những cái chiếc điện thoại Samsung này thì sẽ được tư vấn hơn rất là nhiều. Đấy. Và đặc biệt hơn ý là Dung biết cái điện thoại này có chức năng gì hay không?
Thì Subin Dung đang đợi Subin giới thiệu để cho Dung với lại mọi người cùng được chiêm ngưỡng một cái tính năng rất là đặc biệt của sản phẩm này. Trước khi chia sẻ về cái tính năng này ấy, thì Soin cũng chia sẻ đó chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 thì có cái phần mềm chụp hình ấy là tới màn hình trước selfie ấy, là tận 13 megapixel vậy. Wow. Đó. Và nó ngang bằng với cả Camera cái sau. camera sau luôn. Đấy, thì Soin muốn bật mí luôn là còn một cái nữa là khẩu độ 1.7 nên là mọi người có thể chụp hình trong điều kiện thiếu sáng bằng chiếc Samsung Galaxy J7 Pro này rất là tốt. Thiếu sáng cỡ nào cũng chụp được á. Thì có một cái rất là hay đó chính là chiếc điện thoại này có một cái chức năng là khi mà selfie chỉ cần giơ 5 ngón tay lên là có thể trong 5 giây là nó sẽ tự chụp hình được luôn. Không sợ là chụp hình bị rung bị mờ ha. Đúng rồi, chỉ cần giơ 5 ngón tay lên. Dung có muốn thử, xin mình thử luôn không? Ok, mình thử đi. Thử nhá. Lát nữa thì mình cũng sẽ thử cái tính năng là tắt đèn và chụp ảnh luôn ha. Đó. Tự giơ tay là Sumin không cần phải ấn nút chụp hình là Thôi Subin chụp trước đi. lại phát mặt hơi xấu. Không cần nhìn trời, nhìn trông cũng này. Ok. Có được thử chụp thiếu sáng luôn không nhỉ? Chúng mình sẽ chụp thử một tấm bị thiếu sáng xong rồi chúng mình sẽ cho mọi người coi luôn. Mọi người hãy đợi một chút để mọi người setup nha. Đó. Ok. Trong này thiếu sáng nhưng mà trong điện thoại thì vẫn sáng trưng. Rồi. Ok. Nữa à? Ok. Ok, đây là tấm hình mà Wow. Suvin vừa mới chụp. Camera rất Khi mà đã tắt là tắt hết đèn ở trong này đi thì mọi người hãy có thể thấy là rất là sáng và vẫn rất là nét. Đấy. Mặt Suvin không xấu lắm nhưng mà lên đây nhìn trông mịn lắm. Ảo lắm. Ok. chụp hình đẹp là thấy vui rồi phải không? Chỉ cần chụp hình đẹp là thấy vui rồi. À, các bạn đang xem livestream thì như ban đầu thì Dung cũng như là Subin có nói là các bạn sẽ nhận được cho mình rất là nhiều những phần quà. Thứ nhất á, là khi mà share livestream thì các bạn sẽ nhận được, bạn nào may mắn thì chúng ta sẽ nhận được những cái phần gấu bông Còn hai cũng phần như nữa thôi. là Nhanh lên. Chỉ còn hai phần quà nữa thôi. cũng như là thiệp do chính tay Subin viết và ký tên của các bạn luôn nha. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi để cho các bạn cùng tham gia trả lời và nhận được voucher. Voucher này là trị giá 300.000 đồng để các bạn có thể thỏa sức mua sắm trên ứng dụng Shopee nha. Bây giờ thì Dung sẽ đọc câu hỏi cho các bạn nhé. Nếu như mà các bạn có được câu trả lời thì nhanh tay comment ở cái phần phía dưới để thì Dung và Sobin lựa chọn những bạn may mắn nhận được cái phần quà này nha. Nãy giờ thì Subin có giới thiệu về cái sản phẩm này rồi, Samsung Galaxy J7 Pro. Rồi, vậy thì Samsung Galaxy J7 Pro có khả năng gì đặc biệt? A là camera chinh phục bóng tối. B là camera lấy nét siêu nhanh. Và C là góc chụp siêu rộng. Bạn nào trả lời Các đúng bạn thì có sẽ được cần. tặng voucher đúng không? Đúng rồi. Nhanh lên. Quá dễ luôn. Ba câu hỏi này quá dễ.
À, ở câu hỏi này thì Dung cũng như Subin sẽ lựa ra ba bạn may mắn. Ba bạn may mắn sẽ nhận được voucher 300.000. Dung đọc lại câu hỏi cho các bạn đi. Ok, Dung đọc lại nha. Ừ, Samsung Samsung Galaxy Galaxy J7. J7 Pro có khả năng gì đặc biệt? A. Camera chinh phục bóng tối. B. Camera lấy nét siêu nhanh. C. Camera góc chụp siêu rộng. À. Rồi. Trả Chắc là lời các nhanh bạn lên nghe mọi câu hỏi người ơi. này ha. Voucher dùng được tất cả các sản phẩm à bạn gái, đúng rồi. Voucher này chúng ta có thể dùng được cho tất cả các sản phẩm và tất cả các ngành hàng ở trên ứng dụng Shopee ha. Mạng lát không nghe chị ơi. À, Dung đã thấy có rất là nhiều bạn đang trả lời rồi. Các bạn ở bên Subin đã trả lời chưa? Chưa. Chắc là mạng chậm Toàn rồi. khen đẹp trai thôi. Wow, thì Dung nhận được rất là nhiều câu trả lời. À chị ơi. Camera thích không tới. À, các Bạn bạn sẽ nghe nhìn câu trả lời ở đây, xong ạ. rồi chương trình sẽ chọn ra các bạn trả lời đúng để trao phần quà đúng không? Wow. Đúng. À, ok. À, câu hỏi của chúng ta đã được hiển thị sẵn ở trên cái phần livestream này rồi. Ừ. Mấy bạn nhanh tay comment cái kết quả của mình và đáp án của mình để nhận được voucher 300 ngàn nhé. Ok. Giá của chiếc điện thoại này là 6.999.000 đồng. Và nhớ là khi mà chúng ta chọn mua sản phẩm này thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà rất là đặc biệt, trị giá 1 triệu đồng. Rất là hấp dẫn. Đây, phần quà của chúng ta Nè, sẽ các là. bạn trả lời nhiều rồi nè. Camera thích thức bóng tối. Trời ơi, nhiều quá trời này. Đúng rồi, vậy là bây giờ bên À, mình mới bóng tối mạng nè. mới chạy rồi. Camera chinh phục bóng tối này, quá trời các bạn trả lời luôn. À chị ơi, em thứ hai á à. À. Câu A. Rồi. Ok, bây giờ mình Rất nhiều bạn sẽ sẽ nhận được phần quà. mình công bố luôn ha. Công bố luôn á hả? Đúng Ô, tại nhiều bạn quá. Công bố rồi. luôn hả? Không biết chọn ai. Không biết chọn ai ấy. Có nhiều bạn comment rất là nhiều lần luôn. Chắc là phải đợi hết cái buổi livestream này xong rồi chương trình sẽ coi lại xem bạn nào trả lời đầu tiên á, trả lời sớm ấy thì sẽ trao phần quà. À không, mình sẽ thông báo luôn cho các bạn. Yeah. Đúng rồi. Ok, thế Dung thông báo đi. Ok. Có một bạn là bạn Huỳnh Như, nãy giờ chúng thấy bạn Huỳnh Như trả lời rất là nhiều. A chị ơi, em chọn A nhé. Ok bạn Huỳnh Như ơi, bạn có nghe thấy không ha? Bạn Huỳnh Như chọn là câu A. Câu A của chúng ta là câu trả lời chính xác nhé. Camera thách thức bóng tối cũng như là chinh phục bóng tối. Rồi câu A, một bạn. Rồi, tôi biên chọn một bạn đi ha. Subin sẽ chọn một bạn trên fanpage của Subin nhé. Subin sẽ tặng cho bạn đã comment đầu tiên là bạn Trần Thị Hát Ngọc. Hình như là Huyền Ngọc hay gì Ngọc đấy. Trần Thị Hát chấm Ngọc. Trần Thị Hát chấm Ngọc. À, nhầm, không phải. Nhầm, không phải bạn đấy. Bạn Sorry nào bạn, sorry bạn. nhớ Xin ghi nhìn lại nhầm. nha. Bạn Lưu Huyền. Bạn Lưu Huyền là bạn comment đầu tiên và chính xác nhất. Bạn Lưu Huyền. Ok, bạn Lưu Huyền. Vậy là Huỳnh Như và Lưu Huyền. Rồi chúng ta Ừ. sẽ còn một bạn nữa. Bao nhiêu bạn tất cả được hả Tổng Dung? cộng là sẽ có 3 bạn. Ba bạn hả? À, chúng ta còn một bạn nữa thôi. Thì Dung nhường cho Subin ha. À. Để Sabine sẽ à, có một bạn tên rất hay, Lan Su Su. Đấy. Lan Su Su ơi. Mình sẽ trao phần quà này cho bạn Lan Su Su nha. Ok, thì chúng ta đã tìm ra được 3 khán giả may mắn nhất nhận được voucher 300.000 đồng để chúng ta cùng mua sắm thỏa thích ở trên Shopee rồi. Ừ. Lát nữa chúng ta vẫn sẽ còn một phần quà nữa, cho nên các bạn cứ yên tâm nha. Rồi, bây giờ thì Dung sẽ thông báo và đọc tên bạn nhận được gấu tiếp theo và một phần quà được đến từ Subin. Ừ. Bạn Phạm Thị Thu Trang. Phạm Thị Thu Trang. Ok, Xin đây. chào bạn Trang. Cái phần quà. Subin cầm gấu lên luôn ha. Đây là chú gấu thứ hai. Subin viết thiệp cho bạn luôn ha. Và Xin sẽ viết Bạn chiếc muốn thiệp. Subin viết tặng bạn gì đây? Ừ. Chúc mừng bạn Thu Trang nha. Bạn rất là may mắn đó. Lát nữa Ôi. chắc thì Dung cũng phải tranh thủ để xin được chữ ký cũng như là được Subin viết tặng.
Em mong may mắn chị nhé. Em đi anh ơi, hu hu ai đây không chọn em. Còn rất là nhiều phần quà bạn ơi, bạn hãy theo dõi livestream để mà nhận được phần quà về cho mình nhé. Chúng ta sẽ còn một chú gấu bông cũng như là một tấm thiệp được viết tặng từ Subin. Đây, Đây. sẽ là của bạn Thu Trang. Đấy. À, chúng ta có là những cái phần quà rất là dễ thương được đến từ chàng hot boy của chúng ta. Rồi. Sẽ để ở đây. Các bạn nhớ share livestream nha. Em comment quá chừng. Các bạn đừng buồn nha. Mình còn nhiều quà lắm. Rồi. Tiếp theo ha, đây là một câu hỏi mà Thùy Dung nghĩ là chắc là cũng có nhiều bạn khán giả mong muốn được biết cái câu trả lời được đến từ Subin. Rồi. Hiện tại thì Thùy Dung cũng thích Subin từ lâu rồi, cũng có theo dõi Subin. Trời lên như giật mình vậy. Cũng có theo dõi Subin thì được biết là cái bài hát mà gây gọi là hot và cực hot với Subin, dành cho mà tất cả các vị khán giả đều có thể mà biết đến Subin nhiều là bài Phía Sau Một Cô Gái. Thì cũng có nhiều khán giả nói rằng đó là vì cái tiếng vang của bài này khá là lớn, vậy cho nên đó là hiện nay thì vẫn chưa có được cái tác phẩm nào mới để mà có thể vượt qua được hay là vượt mặt được cái ca khúc này. Thì không biết là Subin nghĩ gì về điều này và những cái dự định của Subin trong thời gian tới sẽ như thế nào? Thực ra thì với Soobin thì có một bài hit, đó là một cái may mắn của bản thân, và không phải lúc nào mình cũng có thể có cho mình được một cái bài hit mà mình ưng ý, nên là mình cứ cống hiến và mình cứ làm tất cả những cái gì có thể cho âm nhạc, cứ đam mê và làm việc nghiêm túc thì sẽ có những cái sản phẩm mà Soobin sẽ làm vì đam mê. Và có thể nó sẽ hơi khó nghe với cả cái số đông. Thì Subin hy vọng rằng sẽ có những cái sản phẩm mà sẽ phục vụ cho số đông tiếp theo sau bài Phía Sau Một Cô Gái nữa. Và những cái dự án sắp tới đây thì hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ cho Subin trong cái album, mini album đầu tay của mình. Subin sẽ bật mí cho tất cả mọi người nếu như có những cái tiến triển mới nhất và có những cái lịch mới nhất. Thì sẽ có rất là nhiều những cái bài hát, là nhiều thể loại để cho mọi người nghe. Còn việc nó có thành hit hay không thì cả đó là tùy thuộc vào tất cả khán giả của Subin cũng như là do may mắn nữa. Ok, thì Thùy Dung đặt trước một chỗ là ra một cái là Thùy Dung sẽ vote. Ok, Ok. rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi tiếp theo để dành những cái phần quà tiếp theo cho các bạn khán giả ha. Thùy Dung sẽ đọc lên câu hỏi thứ hai, mấy bạn nhanh tay nha để mà nhận được quà nha. Thật sự là Thùy Dung cũng không có rất là muốn chọn lựa tất cả mọi người, nhưng mà phần quà của chúng ta có hạn. Rồi, cái câu này để dành cho Subin ha. Ok. Ok. Subin sẽ đọc câu hỏi nhá. Ở câu hỏi này thì lúc nãy là Subin cũng có đọc, lỡ đọc câu trả lời rồi, dễ lắm. Đặt hàng trước J7 Pro trên Shopee với mã giảm giá ELSS J7 Pro. Các bạn sẽ được mua J7 Pro với giá bao nhiêu? A, đó chính là 6 triệu 999 à nhầm, 6 triệu 990 ngàn đồng, và B là 6 triệu 490 ngàn đồng. Đó, chỉ có hai đáp án thôi, dễ lắm, nên các bạn hãy comment nhanh vào nha, comment câu trả lời nhanh vào nha, Các bạn có thể theo dõi cái câu hỏi và câu trả lời ở trên màn hình livestream comment ngay ở ha. phía dưới thì các bạn sẽ được nhận voucher là 300 ngàn trên Có Shopee. thể mua bất kỳ sản phẩm nào ở trên Shopee luôn. Em Đã comment chọn chị ra chọn nhé. bạn cuối cùng để nhận tấm thiệp này chưa? Có. Ok. Ok. Vậy bây giờ trong cái thời gian mà mình đợi mấy bạn trả lời thì Subin viết tặng thiệp cho cái bạn cuối cùng luôn ha. Cái người mà nhận được cái phần quà cuối cùng từ Subin chính là một con gấu bông rất là dễ thương. Gấu Ôi. gấu nào đây ta? Gấu này.
con này chứ đúng không? À, đúng rồi, đúng rồi. Bạn cuối cùng rất là may mắn nha. Cái chú gấu cuối cùng này lại to hơn hai cái chú còn lại. Ok, à, đó là bạn chung Là một lùn. bạn Bạn trai đúng chung không? lùn. À, chắc là vậy rồi đó. À, chúc mừng bạn À, tại chúc vì mừng bạn là nha. Cái bạn phần là quà nhận cuối cuối. cùng Đây là cái phần là quà rất là lớn, phần quà bự nhất. bự nhất. Chú gấu bự nhất. Để tạm đây nhá. Em nhớ Chung pin, em nhớ lùn. pin, em nhớ pin. Anh À, cũng nhớ. bạn này là Anh bạn cũng nhớ gái. em. Chung lùn đúng không? Chung lùn, chung là nhà CH. À. Bạn gái. À, những cái phần quà của ngày hôm nay là ba chú gấu cũng như là ba tấm thiệp được đến từ Subin đó thì là hết rồi, nhưng mà mấy bạn vẫn share livestream đi nhé, tại vì là chúng ta vẫn còn có những cái cơ hội may mắn để nhận được voucher 300 ngàn sau khi mà livestream này kết thúc. À, rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân may mắn tiếp theo của ba bạn may mắn. Hừ, xong rồi. Của bạn chung lùn đấy nha. Gói ghém cẩn thận. Ba bạn may mắn sẽ nhận được voucher 300. Thì Dung sẽ đọc lại câu hỏi. Đặt hàng trước Galaxy J7 Pro trên Shopee với mã giảm giá ELSS J7 Pro, bạn sẽ được mua Galaxy J7 Pro với giá bao nhiêu? Rồi. Chị ơi, câu B đúng không ạ? Anh ơi gọi em Chọn đi. mấy bạn nhỉ? Chúng ta sẽ chọn ba bạn. Ok, câu B là câu trả lời chính xác nhé. 6.490.000. Rồi, thì Dung sẽ công bố hai bạn, còn nhường cho Subin một bạn ha. Bạn Như Quỳnh, 6.490.000, và bạn bạn cho nhiều quá không biết chọn. Ok, bạn Yến Hoàng, đáp án chính xác 6.490.000. Rồi còn một bạn nữa. À, Subin chọn hả? Đúng rồi. Subin sẽ chọn bạn tên là Lưu Thủy. Lưu Thủy. Ừ. Ok, chúc mừng các bạn nha. Các bạn đã nhận được voucher 300 ngàn được đến từ Shopee. Nhớ là ghé đến ứng dụng của Shopee và tham gia mua sắm nhé. Ừ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc lại một lần ha. Những cái chương trình rất là hấp dẫn của mình từ đầu đến giờ. Sau cái livestream này thì các bạn vẫn cứ share đi ha. Tại vì là các bạn vẫn sẽ nhận được voucher 300 ngàn được đến từ Shopee. Và cái voucher này thì các bạn có thể mua sắm thỏa thích tất cả các ngành hàng và bất kỳ ngành hàng nào cũng được. Ngoài ra thì các bạn đặt mua Samsung Galaxy J7 Pro ở trên Shopee thì các bạn sẽ đặt mua với giá rất là ưu đãi. Bao nhiêu thôi Subin ha? khi mà các bạn mà đặt mua Samsung Galaxy J7 Pro trên Shopee thì các bạn sẽ đặt mua với giá bao nhiêu ha? 6.900 6 triệu Cái này là chắc phải phạt quá. 6.490.000 Chính xác. Ngoài ra thì các bạn sẽ được nhận một phần quà rất là đặc biệt, 1 triệu hai đồng. hai phần Hai quà. phần quà trị giá 1 triệu đồng. Và nhớ là chương trình của chúng ta là chỉ đến ngày 6 tháng 7. 6 tháng 7, có nghĩa là ngày mai thôi. Cho nên là các bạn nhanh tay nhé. Ngoài ra thì các bạn khi mà đặt mua cái sản phẩm là Samsung Galaxy J7 Pro trên Shopee thì các bạn nhớ là nhập voucher là ELSS J7 Pro nhé. Thì cái voucher này sẽ được hiển thị rõ, để rõ ở trên fanpage của Shopee, cho nên các bạn theo dõi ha. Rồi. Một câu hỏi cuối dành cho Subin nhé. Hôm nay Subin thức dậy lúc mấy giờ Trời. vậy? Hôm nay mình thức dậy lúc 9 rưỡi. Ok, một ngày của Subin thì diễn ra như thế nào ha? Cái này là thì Dung nghĩ là tất cả các fan của Subin ai cũng muốn biết điều này hết á. Một ngày thì nói chung là tại vì mình không có giờ cố định ý, cho nên là hôm nào được nghỉ thì buổi sáng sẽ ngủ đến cỡ 10 giờ, 10 rưỡi. Thì sau đó dậy, xong ăn trưa, xong bắt đầu chiều sẽ đi công việc. Còn nếu như ngày nào phải quay thì hầu như là Xuyên sẽ phải đi ở ngoài cả ngày. Ok. Đến tối có khi có hôm quay đến khuya mới về.
Ok, rồi cảm ơn Subin. Thôi, ngày hôm nay thì có một cái buổi nói chuyện và được tiếp xúc với thần tượng của mình rồi, ở một cự ly rất là gần như vậy. Cảm ơn Rất là vui, cảm ơn Subin đã tham gia cùng với livestream cho ngày hôm nay. Bây giờ thì xin chào mọi người nhé. Các bạn nào mà được phong quà thì các bạn nhớ inbox fanpage của Shopee để nhận quà ha. Bây giờ thì xin chào các bạn. cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay của Subin và bạn Dung. Thì cảm ơn Dung ngày hôm nay đã cùng ngồi trò chuyện với các Subin. Hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội để ngồi livestream và nói chuyện với mọi người nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Vừa nghe album nhạc của Subin, Ừ. share livestream nhận quà này bà con.